kia ra đây bố bảo. Dạ. Việc gì cũng phải quà tay. Thằng kia ra đây bố bảo. Dạ. Mày mang cái dạ ra đây. Bố chẳng thể hiểu nổi mày. Ôi giời, bố chả hiểu cái gì. Chán. Bố chẳng thể hiểu nổi mày. Đúng rồi, bố chả hiểu cái gì. Bố chẳng thể hiểu nổi mày. Ngay xưa khi tao còn tầm cái tuổi này, học tốt giỏi cây, làm về nhà rác xanh sỏi. Ôi, tức muốn đuổi mày. Mày chỉ cầm nổi cái chuỗi này cho đúng cách. Nhìn con nhà người ta thì đúng oách. Toàn nhận là khen tốt, đi thi toàn lên top. Còn mình chỉ đáng đem nhốt, vì càng ở bên ốp nó lại càng thêm rốt. Có bao nhiêu người được lên top, nhiều người cả đời chỉ làm boss. Yeah, dễ thế sao bố không lên nốt. Bằng tuổi bố người ta làm boss. Đấy, bố người ta đi ô tô. Bố mình vẫn chạy xe máy. Mắng con bố đừng hô to kẻo. Bố người ta lại nghe thấy. Thằng này, mày nói chuyện hãm cảnh cạnh cãi bố mẹ. Xoèn xoét, thằng này, láo. Sương sương ta thấy lành lạnh khi nghĩ đến bọn Gen Z, rất ngổ ngáo. Mùa đông rét tụi bay mặc hở hang. Khoe mặt học sinh vì thân hình nở nang. Mùa hè nhễ nhại mặc áo lông áo khoác. Nhưng không màng thở ta làm ta càng mở mang. Đúng rồi bố, chả hiểu cái gì. Miễn là thích ăn mặc thoải mái tùy. Bố say vẫn uống thì có thì quái dị. Bố kém tuổi mẹ thích quá vẫn lái chị. Có đúng không ạ? Cứ thích là nhích mà có đúng không ạ? Thời bố cũng vậy thôi, nó cũng không lạ. Bố phải công nhận là có đúng không ạ? Lại chuẩn. Ê, chứ mà đòi khôn hơn vịt. Ta thấy vô phụ có thằng con ngu như bò. Kiến thức đời sống hỏi mày luôn tin. Vì chúng mày quá lệ thuộc vào Google. Thời bố khổ cực chưa từng một lần hoảng. Thời mày xương quá hơi tí là trầm cảm. Thời bố không khóc rồi gánh đánh chất hai vai. Thế này chúng mày khóc chỉ vì mất wifi. Ê, chứng khôn hơn vịt thì mới là chuẩn bài. Vì con hơn cha thì nhà mới có phúc. Vì không dành máy tính nên cứ cả cầm hoài. Vì còn phải nhờ chứng tạo tài khoản Facebook. Bố chẳng thể hiểu nổi mày. Ôi giời, bố chả hiểu gì. Bố chẳng thể hiểu nổi mày. Đúng rồi. Cái gì? Bố chả hiểu gì. Bố chẳng thể hiểu nổi mày. Ngày xưa khi tao ở tầm cái tuổi này, bố mẹ quạt chặt nên là khỏi lời khác hẳn. Đến bây giờ mỗi lần bố hỏi mày, không trả lời tin bố vẫn lên mạng cười ư. Bố mượn điện thoại kêu xâm phạm đời tư, xong mày cạn lời ư. Điện thoại bố mới để mình tin là cho mày xem mấy cả danh bạc tin nhắn cuộc gọi. Bố không phải hạng người hư. Bố dám thật không ai chỉ hăng tiết rap mà bố rap chẳng thôi không lại tăng nguyết. Đồ chơi của con để cho bố chơi thoải mái đâu, mà đồ chơi của bố thì mà con ăn vết tát. Cứ mang gối lại chơi điện thoại đến khi ăn tối lại do tí vang. Đồ chơi của bố thì nhắc còn phí phạm, nhưng con nghe nhạc số thì khỏi lo vì con chẳng thể hiểu nổi bố. Mày chả hiểu gì dạy con. Con chẳng thể hiểu nổi bố. Đúng là mày chả hiểu gì. Thôi ý. Mày thì hiểu gì về âm nhạc, sao nghe đi nghe mấy cái bài nhạc trên top. Cứ tao nghe mọc đến từng khuôn nhạc, nó khiến cho tâm hồn tao được bay lên top. Mà thôi gác qua một bên, tao đã dặn mày không được tắm giặt. Vào đêm lo cho mày ốm thì mày xá mặt gào lên, trong khi ban ngày thì mày cắm mặt vào game. Cắm mặt vào game quen thế, nghe câu này chưa nhở. Dạo này hay quên thế, bà đừng kể bố ngày xưa mà. Thế hệ ngày nay bắt chiếc tay bên bề, mới nước mắt ra kệ bố mẹ nhem nhẹ. Xưa chơi võ lâm đủ tốt trên PC, mấy cái game điện thoại chúng mày vẫn đi đi. Câu bố phát biểu lại là một câu sai. Một game mới tay võ lâm truyền kỳ một mobile. Đồ họ y hệt với bản PC hồi trước. Đồ tốt năm này là cơ hội 102. Chú cả ô tô gió 11 không sai. Vẫn đánh tổng kim vẫn xâm bót online. Gặp nhân thì chân đến các phòng lăng độ. Dễ dàng cầm chuột đến bận cũng là alright. Chả biết mày giống ai mà là thích chơi game. Bố mày đã lặn cứ bắt bố mày bơi lên. Bố phải kiểm soát vì sợ mày ham quá rồi. Chứ bố mày ham hố gì chơi thêm. Thôi cài đi mau lên, chúng ô tô phải lên top. Ê, mình cùng nhau lên, muốn thành công phải lên top. Cài đi mau lên, chúng ô tô phải lên top. Mình cùng nhau lên, muốn thành công phải lên top. Yeah. Giờ nó đang vét như James Bond, khí chất hơn người thêm ngon. Thần tác trên tình kinh, phết luôn sẵn sàng khi mà game on. Nhìn nó cứ oách như James Bond, giống sơn tinh ở trên non. Nói năng đinh đạc kinh, phết luôn sẵn sàng khi mà game on. Đường nó đã khôn lớn, tôi hứa chia cho phần của cải. Tôi về chăm khế cho an nhà vì tôi thấy đã đến tầm tuổi oải. Nó nổi ý tham sao tôi đổi ý ngang nên bịa ra chuyện cây đột biến. Bị dí oan khiến tôi tí toang, rồi định thử vận